Ok, giới thiệu nha. Ok, ok, xưa xong rồi tới quý vị đi nghe chị Hà á. Phải đi uống hai chai bia nữa. Đừng mời chị Mộc Lan để trình diễn bản nhạc bóng chiều xưa. Mà đủ ngồi nó mất thì đáng chịu. Đôi mắt em như càng say đắm mơ màng nào mình đừng sầu vương. Một chiều vui sống quên phút tang thương. Em ơi nhớ chăng xa em anh thân cũng đã nhớ mong. Một chiều gió mưa anh về thăm chốn xưa. Sơn hay là Ngọc Sơn trẻ hay là gì? Thì là người yêu của mình.
Anh Hùng nghe em hát lần đầu tiên nè. Đây là sau kết quả đi chàng chim 2-3 bữa đó. Hỡi người yêu, em như ngày nay sao? Những đông càng tiên em đơn đồng thất ngay chào dâng trong lòng anh đồng thừa xanh em yêu nhau đi và yêu nhau nhiều nhé anh kề bên nhau cùng say sưa khúc nhạc tình mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say này em yêu ơi ngang lời anh buông nó No.